Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các em học sinh, chào mừng các em đã đến với video bài học. Cô xin tự giới thiệu, cô là Quỳnh, giáo viên tại trang web khoahoc.vietsach.com. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 15, một số lương thực thực phẩm. Bài học này thuộc môn khoa học tự nhiên lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Sau bài học này, các em sẽ trình bày được tính chất và ứng dụng của một số lương thực thực phẩm, thu thập số liệu, thảo luận, so sánh để rút ra tính chất của một số lương thực thực phẩm, đề xuất phương án tìm hiểu tính chất của một số lương thực thực phẩm. Chúng ta sử dụng lương thực thực phẩm hàng ngày để ăn uống, lấy năng lượng, nhiên liệu, dưỡng chất, nguyên liệu cho cơ thể phát triển và hoạt động. Em có thể lựa chọn thức ăn cho mình và gia đình như thế nào để đủ chất dinh dưỡng giúp cơ thể khỏe mạnh. Các em có cùng bố mẹ chuẩn bị bữa cơm hàng ngày cho gia đình không? Mỗi loại thức ăn đều có những tính chất và vai trò dinh dưỡng riêng. Lựa chọn những loại thực phẩm để vừa ngon miệng này, vừa cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể là rất quan trọng các em ạ. Bài học này sẽ giúp các em chọn những loại lương thực thực phẩm phù hợp cho bữa ăn của cả gia đình một cách tốt nhất. Chúng ta cùng bắt đầu nhé! Chúng ta sẽ bắt đầu vào mục đầu tiên, vai trò của lương thực thực phẩm. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem là lương thực thực phẩm có những vai trò gì nhé. Các em hãy quan sát vào hình 15.1. Các loại lương thực thực phẩm thông thường thì mình thấy có một số loại lương thực thực phẩm rất là quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng ta, đúng không nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ cùng phân tích sách giáo khoa nhé. Con người cần năng lượng và chất dinh dưỡng để duy trì sự sống, phát triển và hoạt động. Thức ăn của con người ở dạng lương thực như ngũ cốc này, các loại lúa gạo, khô ngô, khoai sắn, lúa mì và thực phẩm như thịt, cá, rau, củ quả, vân vân. Thức ăn được cơ thể chuyển hóa thành năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. À, vậy theo như sách giáo khoa thì chúng ta có thể hiểu rằng là những loại lương thực thực phẩm này chuyển hóa thành năng lượng và chất dinh dưỡng để cung cấp năng lượng duy trì sự sống, sự phát triển và các hoạt động của con người. Rồi chúng ta sẽ cùng quan sát vào câu hỏi vận dụng. Chúng ta sẽ cùng đi làm câu hỏi vận dụng đầu tiên nhé. Quan sát vào hình 15.1 và trả lời câu hỏi. A. Lương thực thực phẩm nào có nguồn gốc từ thực vật và từ động vật? B. Lương thực thực phẩm nào có thể ăn sống và phải nấu chín? Chúng ta sẽ cùng đi trả lời phần 1A, lương thực thực phẩm nào có nguồn gốc từ thực vật và lương thực thực phẩm nào có nguồn gốc từ động vật. Các em nhìn lại hình 15.1 nào. Các em nhìn lại hình 15.1, cô sẽ giúp các em liệt kê các lương thực thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật trước nhỉ. Câu số 1. Chúng ta sẽ đi liệt kê các loại lương thực thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Rồi, đầu tiên chúng ta đi lần lượt nhá. Lúa gạo này. Lúa gạo. Ngô. Khoai lang này. Mía. Các loại quả. Các loại quả. Mật ong có phải lương thực thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật không các em? À, mật ong được lấy từ con ong, cho nên nó thuộc loại lương thực thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Rồi. Tiếp này. Đậu đỗ. Đậu đỗ. Gì nữa nhờ? Dầu thực vật. Bơ. Bơ có phải là lương thực thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật không các em? À, bơ được làm từ sữa và sữa được lấy từ con bò hoặc là con dê chẳng hạn, được chưa? Cho nên là bơ nó là thuộc loại lương thực thực phẩm có nguồn gốc từ động vật rồi. Lạc, vừng và rau xanh. Chúng ta sẽ có lạc, vừng và rau xanh.
Rồi, trên đây chúng ta đã kể các loại lương thực thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật ở trong hình 15.1. Vậy thì các loại lương thực thực phẩm có nguồn gốc từ động vật nào? Nguồn gốc từ động vật. Đó là mật ong. Mật ong này. Gì nữa nhỉ? À, cá, thịt. Con cá này. Thịt. Thịt lợn, thịt bò. Rồi trứng. Trứng là từ con gà đẻ ra đúng không? Thế nó cũng là một loại lương thực thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Tiếp nha. Bơ. Mỡ lợn này. Và sữa. Bơ. Mỡ lợn và sữa. Đó là những lương thực thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Rồi, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trả lời câu hỏi 1B. Lương thực thực phẩm nào có thể ăn sống và loại nào có thể nấu và loại nào phải nấu chín? Vậy thì loại nào có thể ăn sống được các em? Ăn sống. Ăn sống này. Lúa thì gạo này thì chúng ta cũng sẽ phải nấu lên để tạo thành cơm thì mới ăn được đúng không? Ngô khoai à, chúng ta có thể ăn mía. Các loại quả. Mật ong này. Gì nữa nhỉ? Dầu thực vật. Dầu thực vật này. Bơ. Bơ được chế biến từ sữa cho nên là chúng ta có thể ăn sống luôn được. Lạc. Vừng. Và sữa. Chúng ta cũng có thể ăn sống được. Được chưa các em? Vậy, các loại mía, các loại hoa quả, mật ong, dầu thực vật, bơ, lạc, vừng, sữa là chúng ta có thể ăn sống được. Vậy, những loại thực phẩm nào mà phải nấu chín? Thì mình sẽ có này. Gạo là phải nấu để tạo thành cơm này. Ngô. Ngô thì mình phải luộc đúng không? Khoai lang. Hoặc là chiên lên, nướng lên. Khoai lang này. Cá, thịt, trứng, đậu đỗ, mỡ lợn, rau xanh. Một số loại rau thì mình cũng có thể ăn sống được, nhưng mà chúng ta hãy nấu chín để đảm bảo hơn cho sức khỏe nhé các em. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi phân tích sách giáo khoa nhé. Lương thực và thực phẩm dễ bị hư hỏng nhất là môi trường nóng ẩm. Khi đó chúng sinh ra những chất độc có hại cho sức khỏe. Ví dụ thịt cá, rau bị ôi thiêu hay là nhiễm khuẩn thì sẽ gây ra ngộ độc cho cơ thể. À, chúng ta nhìn thấy chú thích số 1 thì các em sẽ quan sát phần chú thích ở cuối trang. Rồi, số 1 này, chú thích số 1 này, xem thêm về vi khuẩn nguyên nhân khiến thức ăn hư hỏng ở bài 27 chương số 7. Vậy thì cái việc mà nguyên nhân khiến thức ăn bị hư hỏng thì các em sẽ được học kỹ hơn ở bài 27 chương số 7. Vậy thì ở trong phần này các em hiểu cho cô là khi mà những cái loại lương thực thực phẩm bị ôi thiêu sẽ sinh ra nhiều những chất độc hại có hại cho cơ thể con người. Tiếp tục này, lạc dễ bị mốc, sinh ra những chất cực độc gây ung thư, vân vân. Vì vậy, lương thực thực phẩm cần được bảo quản thích hợp. Rồi, chúng ta dựa vào cái thông tin sách giáo khoa đưa ra trả lời luôn cho cô này, tại sao cần phải bảo quản lương thực thực phẩm đúng cách? À, tại sao cần phải bảo quản lương thực thực phẩm đúng cách nhỉ? Chúng ta có thể trả lời ngắn gọn là vì chúng dễ hư hỏng, sinh ra những chất độc hại cho sức khỏe, cho nên là chúng ta cần phải bảo quản lương thực thực phẩm đúng cách. Câu số 2 này.
vì chúng dễ bị hư hỏng. Sinh ra những chất độc. Có hại cho sức khỏe. Sinh ra những chất độc có hại cho sức khỏe. À, và cái cách đơn giản nhất để bảo vệ lương thực thực phẩm đó là mình cất giữ trong tủ lạnh hoặc là để những nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Được chưa các em? À, vậy thì trong phần 1 La Mã này, các em đã được đi tìm hiểu về vai trò của lương thực thực phẩm. Lương thực thực phẩm sẽ được chế biến thành thức ăn và cung cấp năng lượng, chất dinh dưỡng cho cơ thể, duy trì sự sống, phát triển và hoạt động khỏe mạnh của cơ thể con người. Chúng ta cũng đã được liệt kê một số loại lương thực thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, từ động vật, và một số loại lương thực thực phẩm để có thể ăn sống, và một số loại có thể nấu chín, quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta cũng đã được phân tích là cần phải bảo quản lương thực thực phẩm đúng cách, bởi vì chúng dễ hư hỏng, sinh ra những chất độc hại cho sức khỏe. Các em đã hiểu phần này chưa? Chúng ta sẽ cùng sang phần tiếp theo nhé. Sau đây, cô và các em sẽ cùng đi tìm hiểu một số nhóm chất dinh dưỡng có trong lương thực thực phẩm. Đầu tiên phải kể đến là carbohydrate, là nguồn năng lượng chính. Carbohydrate là tên gọi chung của nhóm chất chứa tinh bột, đường và chất xơ. Phần lớn carbohydrate có nguồn gốc thực vật. Vậy các em đã hiểu thế nào là carbohydrate chưa? Rồi, người Việt Nam thường ăn cơm nấu từ gạo và các loại bún này, bánh chế biến từ gạo, ngô, khoai, sắn. Ở các nước khác, ngô, lúa mì, lúa mạch được sử dụng làm nguồn tinh bột và thường chế biến thành bánh mì, bánh ngô. Khái niệm lương thực thường dùng để chỉ các nguồn tinh bột. À, vậy theo như sách giáo khoa chúng ta phân tích thì lương thực là từ mà dùng để chỉ các nguồn tinh bột, ví dụ như là gạo này, được chưa? Ngô này, gạo, ngô, khoai. Đó, vậy tinh bột chứa nhiều trong gạo, ngô và khoai. Tiếp nhá, khi tiêu hóa, tinh bột được chuyển hóa thành đường, rồi thành nước và khí carbon dioxide, đồng thời giải phóng năng lượng. Tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể. Đây là vai trò của tinh bột này. Tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể. Được chưa các em? Rồi, đường cũng là một loại carbohydrate. Đường cung cấp nhiều năng lượng và có nhiều trong cây mía, thốt nốt, củ cải đường, các hoa quả ngọt. Rồi, đây là một số thông tin mà sách giáo khoa đưa ra. Chúng ta sẽ làm một số câu hỏi vận dụng để hiểu rõ hơn về carbohydrate nhé. Câu hỏi thứ nhất, hãy kể tên các lương thực có trong hình 15.1 và một số thức ăn được chế biến từ các loại lương thực đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lại quay trở lại hình 15.1. Một số lương thực thực phẩm thông thường. Vậy các em thử xét xem đâu là các lương thực và kể tên một số loại thức ăn được chế biến từ các lương thực đó. Lương thực thì chúng ta sẽ thấy này, lúa gạo đúng không? Vậy thì lúa gạo đầu tiên sẽ là lúa gạo này. Nếu mà là lúa gạo thì các em thử suy nghĩ xem là các thức ăn nào được chế biến từ lúa gạo. Chúng ta sẽ kể tên các lương thực ở trong hình. Đầu tiên sẽ phải kể đến là lúa gạo. Thì chúng ta sẽ có này, gạo thì nấu thành gì các em? À, nấu thành cơm hay là bún phở đúng không? Bún phở này, gì nữa? À, có bánh này. Ví dụ như bánh giò. Bánh giò này, bánh đúc, bánh tẻ. Bánh đúc này, bánh tẻ này. Gì nữa nhỉ? Bánh nếp. Bánh nếp thì được. Bánh nếp. Vân vân. Đó, một số loại cơm phở bún bánh được làm từ gạo. Ngô
Ngô thì mình sẽ làm bỏng ngô đúng không? Có bạn nào thích ăn bỏng ngô không? Xôi ngô nè. Hoặc là những loại bánh bột ngô. Bánh bột ngô. Người ta có bán sẵn những loại bánh, những loại bột làm bánh làm từ ngô đó. Tiếp, đó là khoai lang. Khoai lang. Khoai lang thì mình sẽ chế biến thành, thường thì mình sẽ ăn khoai lang luộc này. Hoặc là khoai lang nướng. Hoặc là bánh khoai lang. Bánh khoai lang đúng không? Rồi, chúng ta đã kể tên các lương thực có trong hình 15.1 và một số thức ăn được chế biến từ các lương thực đó. Tiếp nha, chúng ta sẽ làm câu số 2. Rồi, câu số 2 này. Nhóm carbohydrate có vai trò gì đối với cơ thể? À, các em ơi, vai trò của carbohydrate đã được thể hiện ngay từ trong phần đề mục. Nó là nguồn năng lượng chính cho cơ thể. Bây giờ chúng ta có thể trả lời luôn được nhá. Vai trò này. Câu thứ hai. Vai trò này. Nó là cung cấp nguồn năng lượng chính cho cơ thể. Cung cấp nguồn năng lượng chính cho cơ thể. Cung cấp, đặc biệt là người Việt Nam chúng ta trong bữa ăn thì không thể thiếu cơm được chưa? Không thể thiếu cơm, bún, bánh phở được đúng không? Rồi. Tiếp chúng ta sẽ theo dõi vào phần hoạt động. Hoạt động. Tìm hiểu sự biến đổi của lương thực. Các em sẽ được hiểu rõ hơn về sự biến đổi của lương thực như thế nào nhá. Câu hoạt động thứ nhất, cho một thìa gạo vào hai hộp nhựa nhỏ. Thêm nước vào một hộp cho ướt hết gạo. Để yên ngoài không khí khoảng 5 đến 10 giờ. So sánh độ cứng của hạt gạo ở hai hộp nhựa bằng cách ép chúng bằng một vật cứng. Rồi, nhờ những cái hoạt động này thì nó cũng khá là đơn giản. Các em có thể tự thực hiện ở nhà. Được chưa? Ở đây thì cô không có điều kiện làm cho chúng ta nhưng mà cô sẽ hướng dẫn các em ghi kết quả, ghi hiện tượng vào nhé. Hoạt động 1 nào. Hoạt động 1 nào. Các em hãy thử làm này, cho một thìa gạo vào hai hộp nhựa nhỏ đi. Rồi, sau đó là chúng ta thêm nước vào một hộp. Đó và để ngoài không khí từ 5 đến 10 giờ. Rồi, so sánh độ cứng của hạt gạo ở hai hộp nhựa bằng cách ép chúng bằng một vật cứng. Thì chúng ta sẽ thấy là hạt gạo ở trong hộp nhựa có thêm nước sẽ mềm hơn và dễ bị nghiền vụn hơn các em ạ. Hạt gạo. Hạt gạo trong hộp nhựa. Có thêm nước. Sẽ mềm hơn. Và dễ bị nghiền vụn hơn. Khi mà mình ép chúng thì nó dễ bị nghiền vụn hơn. Tiếp theo nhé, hoạt động số 2. Em đã từng thấy cơm bị thiêu chưa? Bạn nào hay nấu cơm, hay nấu cơm mà cơm chúng ta ăn thừa không hết và để sang ngày hôm sau thì cơm sẽ có hiện tượng bị thiêu. Em hãy chỉ ra các dấu hiệu mùi, màu sắc cho thấy cơm đã bị thiêu. Vậy khi mà cơm đã bị thiêu thì các em có thấy hiện tượng gì không? Hiện tượng gì không? Mùi, về mùi và màu sắc của chúng nào? Hoạt động 2.
À, chúng ta thấy là nó gì? Nó mềm hơn đúng không các em? Nó nhão hơn này. Đó, mình có thể trả lời là nó mềm, nát hơn. Hoặc là chúng ta có thể là trả lời là nó nhão hơn này. Có đốm trắng đen hoặc xanh lá. Có đốm trắng đen hoặc xanh lá. Hoặc xanh lá. Đó, có đốm trắng đen là cơm đã bị hỏng rồi. Và có mùi, đặc biệt là có mùi rất là khó chịu đúng không? Có mùi khó chịu. Đó là cơm đã bị ôi thiêu các em nhé. Câu số 3, hoạt động số 3. Em hãy đề xuất cách bảo quản lương thực khô như là gạo, ngô, khoai sắn và lương thực đã được nấu chín như là cơm, cháo. Bảo quản lương thực khô nào các em? À, thực ra là những cái loại lương thực khô như là gạo, ngô, khoai sắn này chúng ta cũng không cần thiết là phải để trong tủ lạnh. Được chưa? À, cách cách bảo quản của chúng này. Hoạt động 3. Thường thì các thực phẩm, lương thực thực phẩm thì các em sẽ cho vào trong tủ lạnh đúng không? À, vậy mình có nhiều cái cách để bảo quản. Ví dụ như là em ghi ở đây là bảo quản nhá. Lương thực khô này. Nào, đầu tiên là mình sẽ xếp là gạo, ngô. Thì mình sẽ bảo quản như thế nào? Các em có thể đóng bao và bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát là được. Được chưa nhỉ? Đóng bao. Bảo quản trong kho đi. Bảo quản ở trong kho. Hoặc cho vào chum vại, thùng, vân vân. Thùng này. Cái gạo mà để chúng ta nấu cơm hàng ngày chúng ta cũng có thể bảo quản trong thùng. Và quan trọng nhất là phải để nơi khô ráo. Để nơi khô ráo. Nha. Rồi, còn gì nữa? Gạo, ngô này. À, khoai nào. Khoai. Khoai thì chúng ta sẽ bảo quản như thế nào? Chúng ta có thể là hong khô, để nơi khô ráo. Được chưa? Hong khô này. Chúng ta phơi khô một chút ra và để nơi khô ráo. Rồi, đến gì nhỉ? Sắn. Sắn thì các em làm sạch. Làm sạch. Gọt vỏ. Thái lát, phơi khô rồi đóng vào bao. Thái lát rồi phơi khô. Đấy, đóng vào bao. Các em thái lát, phơi khô và đóng vào bao. Rồi, tiếp đến một số cái lương thực đã được nấu chín. Cô sẽ chuyển sang một tờ giấy khác nha. Rồi, các loại lương thực đã được nấu chín thì chúng ta bảo quản như thế nào? Hoạt động 3. Bảo quản lương thực đã được nấu chín. Một số lương thực đã được nấu chín như là cơm và cháo. Cơm. Trong gia đình các em, cơm thì chúng ta đã bảo quản như thế nào hả các em? À, nếu mà cơm không ăn hết thì chúng ta sẽ không để lẫn với thức ăn khác các em nhé. Không để lẫn với thức ăn khác.
không để lẫn với thức ăn khác này, để nơi thoáng mát. Để nơi thoáng mát. Và nếu tốt cách tốt nhất đó là để tủ lạnh hoặc để tủ lạnh. Cách tốt nhất là để tủ lạnh. Rồi, về cháo thì sao? Cháo thì chúng ta sẽ cho vào hộp. Cho vào hộp và để tủ lạnh. Đó, nguyên tắc là những cái lương thực mà khô thì chúng ta để nơi khô ráo thoáng mát, và những cái lương thực đã được nấu chín thì cách tốt nhất là chúng ta sẽ để tủ lạnh nhá. Rồi, vậy thì về nhà các em hãy làm những hoạt động này và quan sát theo dõi về những cái hiện tượng này. Hiện tượng ở câu thứ nhất này, câu thứ hai này, và các em hãy bảo quản lương thực thực phẩm như là ở hoạt động số 3. Các em đã hiểu chưa? Rồi, vậy thì chúng ta đã cùng xem xét đến cái nhóm dinh dưỡng đầu tiên, đó là carbohydrate. Vậy chúng ta sẽ cùng sang một số các nhóm dinh dưỡng khác nhé. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số các chất dinh dưỡng khác có trong lương thực thực phẩm. Ở phần này chúng ta sẽ có các loại chất dinh dưỡng là protein, hay còn gọi là chất đạm, lipid, chất béo và chất khoáng và vitamin. Chúng ta sẽ cùng phân tích sách giáo khoa. Protein còn gọi là chất đạm có vai trò cấu tạo, duy trì và phát triển cơ thể. Protein liên quan đến mọi chức năng sống của cơ thể và cần thiết cho sự chuyển hóa các chất dinh dưỡng. Vậy các em đã hiểu vai trò của protein chưa? Rồi, protein có nhiều trong thịt, cá, trứng, sữa và các loại hạt như là đậu, đỗ. Đó, các em chú ý cái phần này để mình chọn các loại lương thực thực phẩm cung cấp protein cho cơ thể nhé. Rồi, phần B này, lipid hay còn gọi là chất béo. Lipid này, còn gọi là chất béo. Lipid là nguồn dự trữ năng lượng trong cơ thể và có tác dụng chống lạnh. Đó, các em đã hiểu vai trò của lipid chưa? Rồi, lipid có ở các dạng sản phẩm đã chế biến như là bơ này, dầu thực vật này, và trong các thực phẩm tự nhiên như là sữa, lòng đỏ trứng, thịt, cá, lạc vừng. Các em chú ý đến cái phần này để mình chọn các loại lương thực thực phẩm có chứa lipid cung cấp dự trữ năng lượng cho cơ thể và có tác dụng chống lạnh nhá. Rồi, chúng ta sẽ làm câu hỏi nào. Câu hỏi thứ nhất, quan sát hình 15.1 và cho biết thực phẩm nào cung cấp protein, thực phẩm nào cung cấp lipid. Chúng ta sẽ dựa vào cái các loại thực phẩm cung cấp protein ở trên này nha, và các loại thực phẩm cung cấp lipid ở đây, để chọn loại thực phẩm đúng trong hình 15.1. Các em lại quan sát vào hình 15.1 này. Cô sẽ cùng các em đi trả lời câu hỏi này nha. Các loại thực phẩm cung cấp protein. Cung cấp protein thì mình sẽ có này, cá, đúng không? Cá này, thịt, cá, thịt gì nữa các em, trứng sữa. Ngoài ra thì mình sẽ còn có rau xanh và các loại đậu đỗ nữa. Rau xanh, đậu đỗ. Rồi, và các loại thực phẩm cung cấp lipid. Các loại thực phẩm cung cấp lipid như là sữa này, gì nữa nhỉ, thịt, trứng, dầu thực vật, lạc, bơ, mỡ lợn này và vừng. Được chưa các em? Mình sẽ liệt kê nhá. Sữa này, thịt, trứng, dầu thực vật, lạc,
bơ, mỡ lợn, vừng. Rồi, cô nhắc lại nhá, các loại thực phẩm cung cấp protein ở trong hình này đó là cá, thịt, trứng, sữa, rau xanh, đậu đỗ. Các loại thực phẩm cung cấp lipid như là sữa, thịt, trứng, dầu thực vật, lạc, bơ, mỡ lợn và vừng. Các em dựa vào thông tin và sách giáo khoa đưa ra này. Thông tin mà sách giáo khoa đưa ra. Các protein có nhiều trong các loại thực phẩm này và lipid có nhiều trong các loại thực phẩm này để chúng ta sẽ chọn loại thực phẩm thích hợp trong hình 15.1. Các em đã hiểu cách làm của câu 1 chưa? Rồi, chúng ta sẽ sang câu 2 nhé. Hãy tìm hiểu và cho biết những mặt tốt và mặt xấu của lipid đối với sức khỏe con người. Ở trong này thì mình có thấy là lipid là nguồn dự trữ năng lượng trong cơ thể và có tác dụng chống lại. Đó cũng chính là những mặt tốt của lipid. Câu số 2. Câu số 2 này, mặt tốt là nguồn dự trữ năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra còn gì nữa nhỉ? Ngoài ra còn có tác dụng chống lạnh hay là giữ ấm cho cơ thể. Ngoài ra nó còn tác dụng là thúc đẩy cái việc hấp thụ vitamin trong chất béo nữa. Đó là một số mặt tốt của lipid. Ngoài ra, chúng ta không được lạm dụng mặt xấu của lipid này. Một số mặt xấu của lipid, chúng ta không được quá là lạm dụng lipid. Mà nếu mà tiêu thụ quá nhiều lipid thì cơ thể sẽ thừa chất béo, gây nên béo phì và mắc các bệnh về tim mạch, máu nhiễm mỡ. Đó, chúng ta ghi này. Quá nhiều lipid cơ thể thừa chất béo. Sẽ gây béo phì. Mắc các bệnh về tim mạch. Máu nhiễm mỡ. Rất là nguy hiểm. Đó, ngoài những cái mặt tốt thì lipid, nếu mà tiêu thụ quá nhiều lipid thì cũng sẽ dẫn đến một số những cái tác hại rất là nguy hiểm cho cơ thể con người. Vậy chúng ta sẽ cần phải biết cách cái điều khiển cái lượng thức ăn sao cho hợp lý nhất. Rồi, sau đây cô và các em sẽ cùng đi tìm hiểu một số nhóm dưỡng chất nữa. Những nhóm dưỡng chất này thì chỉ cần với một lượng nhỏ thôi nhưng mà rất quan trọng đối với cơ thể con người. Đó là chất khoáng và vitamin. Chất khoáng trong cơ thể người thì gồm có calcium, phosphorus, iodine, kẽm. Chất khoáng vô cùng cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Ví dụ, thiếu calcium, xương sẽ trở nên xốp, yếu. Thiếu iodine gây ra các bệnh về tuyến giáp, biếu cổ, vân vân. Rồi, chất khoáng là những cái chất ở trong cơ thể, ví dụ như là calcium này, phosphorus này, iodine này, đó, kẽm này, các em đã hiểu chưa? Rồi, vitamin là những chất
chỉ cần một lượng nhỏ nhưng có tác dụng lớn đến quá trình trao đổi chất. Vitamin được đặt tên theo chữ cái là A, B, C, D, E. Vitamin được chia thành hai nhóm, đó là nhóm vitamin tan trong chất béo như là A, D, E, K và nhóm vitamin tan trong nước như là B, C. Cơ thể không tự tổng hợp được đa số vitamin mà phải lấy vào qua thức ăn. Nếu cơ thể thiếu vitamin sẽ dẫn đến nhiều rối loạn chuyển hóa. Ví dụ như là thiếu vitamin A sẽ khiến cho mắt kém này, thiếu vitamin D sẽ khiến xương và cơ thể kém phát triển. Nguồn thực phẩm giàu chất khoáng và vitamin là các loại hải sản, các loại rau xanh, củ quả tươi. Vậy các em đã biết là ăn những loại lương thực thực phẩm gì sẽ cung cấp chất khoáng và vitamin chưa? Rồi, vậy thì các em hãy tìm hiểu và cho biết những lương thực thực phẩm bổ sung nhiều calcium cho cơ thể nào. Đầu tiên sẽ là một câu hỏi liên quan đến phần chất khoáng, đó là em hãy cho biết những thực phẩm bổ sung nhiều calcium cho cơ thể là gì hả các em? Câu hỏi thứ nhất này, một số thực phẩm bổ sung calcium giúp cho xương chắc khỏe nào? Chúng ta sẽ phải kể đến là sữa này, trứng này, đúng không? Ngoài ra thì ăn nhiều các thủy sản, ví dụ như là cá, tôm, cua, cũng cung cấp calcium cho cơ thể nha các em. Tiếp nào, câu số 2, vitamin nào tốt cho mắt? Chắc là nhiều bạn biết là một loại vitamin rất là tốt cho mắt, đó là vitamin A, đúng không? Tốt cho mắt. Vậy các em có biết là những loại thức ăn nào mà bổ sung vitamin A cho cơ thể không? À, một số loại như là cô sẽ kể cùng các em như là gan này, gan động vật này. Đó. Tiếp này, khoai lang cũng cung cấp vitamin A. Hay là cà rốt, bông cải xanh, bông cải xanh nha các em. Đó, vậy thì chúng ta sẽ phải chú ý đến những cái loại thức ăn này để cung cấp vitamin A tốt cho mắt nha. Rồi, câu số 3 nào. Câu số 3, vitamin nào tốt cho sự phát triển của xương? Vitamin nào nhỉ? Vitamin D sẽ tốt cho sự phát triển của xương. Tốt cho xương nha các em. Rồi, vậy các em có biết những loại thức ăn nào mà cung cấp nhiều vitamin D giúp cho xương phát triển khỏe mạnh không? À, ở trong cá ngừ chứa nhiều vitamin D các em ạ. Hay là ở cá thu, hoặc là loại các loại sữa này, nước cam, ngũ cốc, lòng đỏ trứng, đó, những loại thức ăn này chứa nhiều vitamin D giúp tốt cho xương nhá. Rồi, tiếp tục chúng ta cùng theo dõi vào sách giáo khoa. Chúng ta cùng quan sát vào biểu tượng bàn tay nhé. Là các hoạt động các em sẽ phải tiến hành làm, tìm hiểu sự biến đổi của thực phẩm trong đời sống. Câu hoạt động thứ nhất này, các em sẽ quan sát một số loại rau khi để ngoài không khí và một vài ngày và nhận xét sự biến đổi của chúng. Rồi, trong phần các nhóm lương thực này, các nhóm lương thực thực phẩm này các em hãy quan sát một số loại rau khi để ngoài không khí một vài ngày và nhận xét xem chúng biến đổi như thế nào. Hoạt động 1 này. Rau khi để
ngoài không khí một vài ngày thì chúng ta cũng sẽ thấy là rau bị hỏng này, thối này, thân lá úa vàng đúng không? Rau bị hỏng, thối, thân lá úa vàng. Thân lá úa vàng. Rồi, hoạt động số 2. Các em hãy quan sát một miếng cá hoặc thịt hoặc một ít sữa khi để ngoài không khí một vài ngày và nhận xét sự biến đổi của chúng. Cô sẽ giúp các em nêu các hiện tượng khi mà để cá, thịt, sữa lâu ngày ngoài không khí nha. Các em hãy về, các em thử quan sát xem trong gia đình mình khi mà cá này, thịt mà mình không ăn hết mà để một vài ngày ở ngoài không khí để xem là có đúng là có những cái hiện tượng này không nha. Cá này, thịt này sẽ bị bốc mùi thiêu thối. Bốc mùi thiêu thối. Được chưa? Còn cốc sữa thì sẽ nổi váng, chua và mất mùi thơm. Chua và mất mùi thơm. Vậy thì khi mà để lâu ngày ở ngoài không khí thì những cái chất ở trong các loại thực phẩm của mình đã bị biến đổi thành những chất khác rồi, cho nên là nó bị thối này, bốc mùi thiêu thối này, nổi váng và mất mùi thơm. Tiếp theo nha, mình đến hoạt động số 3. Hãy cho biết người ta bảo quản thịt tươi và nấu chín bằng cách nào. Người ta bảo quản thịt tươi và nấu chín. Đầu tiên là bảo quản thịt tươi nào. Bảo quản thịt tươi trong gia đình của mình thì bố mẹ mình đã bảo quản thịt tươi bằng cách nào? Nếu mà dùng ngắn ngày thì chúng ta để tủ lạnh đúng không? Dùng ngắn ngày thì để tủ lạnh. Còn nếu mà dùng lâu ngày thì chúng ta sẽ sấy khô. Sấy khô này, hun khói. Có thể hun khói. Đó. Những cái cách này sẽ bảo quản được thịt tươi lâu ngày. Còn thịt chín thì cách tốt nhất là bảo quản thịt chín. Thì cách tốt nhất là chúng ta sẽ để tủ lạnh. Và lưu ý là để tủ lạnh thì không để quá lâu, chúng ta ăn trong ngày thôi nha. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần 3 là mã sức khỏe và chế độ dinh dưỡng. Các loại thức ăn khác nhau cung cấp lượng năng lượng và các chất dinh dưỡng khác nhau. Năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết cho mỗi người là khác nhau, phụ thuộc vào lứa tuổi, giới tính, cân nặng và chiều cao, công việc đòi hỏi vận động nhiều hay ít. Nếu ăn quá nhiều mà ít hoạt động thì thức ăn sẽ được dự trữ dưới dạng chất béo. Nếu ăn ít không đủ chất, cơ thể sẽ bị suy dinh dưỡng. Một số chất cần cho cơ thể với lượng nhỏ như là chất khoáng, vitamin, nhưng rất quan trọng. Cái phần chất khoáng và vitamin này chúng ta cũng đã được tìm hiểu kỹ ở phần trước rồi, đúng không các em? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ cần phải lựa chọn các loại thức ăn mà cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể và không ăn quá nhiều, không ăn quá ít. Được chưa nhở? Rồi chúng ta sẽ cùng trả lời xem là tại sao khẩu phần cho một bữa ăn thì nên có nhiều loại thức ăn khác nhau. Đây cũng là cách để chọn lương thực, thực phẩm để trong những cái bữa ăn hàng ngày của chúng ta nha các em. Chúng ta nên chọn nhiều loại thức ăn khác nhau trong một
bữa ăn. Đó, vậy thì tại sao lại phải làm điều đó? Vì này, các em đã biết là những cái loại thức ăn khác nhau thì cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng khác nhau, đúng không? Và cơ thể con người thì có đầy đủ chất dinh dưỡng trong các nhóm dưỡng chất cơ bản như là mình vừa mới học đó. Đó là gì nhỉ? Các một số những cái nhóm chất dinh dưỡng cơ bản như là carbohydrate này, protein này, lipid, chất khoáng và vitamin, đúng không? Thì mới có thể phát triển khỏe mạnh được. Rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ ghi tóm tắt cái lời giải của câu hỏi này ra nhá. Các em ghi vào vở để lấy tài liệu ôn tập nha. Vì thức ăn khác nhau. Vì thức ăn khác nhau. Vì thức ăn khác nhau sẽ cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng khác nhau. Cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng khác nhau. Cung cấp dinh năng lượng và chất dinh dưỡng khác nhau. Rồi, cơ thể con người. Thì cần có đủ. Cần có đủ các chất dinh dưỡng. Cần có đủ chất dinh dưỡng trong những nhóm chất. Trong những nhóm chất dinh dưỡng cơ bản. Trong những nhóm chất dinh dưỡng cơ bản thì mới phát triển khỏe mạnh được. Thì mới phát triển khỏe mạnh được. À, mặt khác, năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết. Năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết cho mỗi người là khác nhau. Cho mỗi người là khác nhau. Phụ thuộc vào lứa tuổi. Phụ thuộc vào lứa tuổi này, giới tính này, cân nặng này, chiều cao này. Đó, ví dụ trong gia đình của chúng ta thì có gì, ông bà, cha mẹ, anh chị em khác ở những độ tuổi khác nhau, đúng không nhở? Vậy thì các em hãy lưu ý này. Chúng ta sẽ nên chọn nhiều loại thức ăn cho một bữa ăn hàng ngày, mỗi loại một chút. Vì thức ăn khác nhau cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng khác nhau, cơ thể con người có đủ chất dinh dưỡng trong những nhóm chất dinh dưỡng cơ bản thì mới phát triển khỏe mạnh. Mặt khác, năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết cho mỗi người là khác nhau, phụ thuộc vào lứa tuổi, giới tính, cân nặng và chiều cao. Các em hãy lưu ý điều này và giúp bố mẹ chuẩn bị cái bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và an toàn cho bản thân và cho cả gia đình nhé. Rồi, vậy thì sau bài học này các em đã được tìm hiểu về vai trò của lương thực, thực phẩm đối với con người này. Có một phần chú thích ở dưới cuối sách, các em hãy quan sát nhé.
Sách giáo khoa yêu cầu các em xem thêm về thực phẩm dinh dưỡng, bảo quản và chế biến thực phẩm ở sách công nghệ 6. Các em hãy xem thêm cái phần này ở sách công nghệ lớp 6 nha. Rồi, sau khi tìm hiểu xong vai trò của lương thực, thực phẩm đối với con người thì chúng ta đã tìm hiểu được lương thực và thực phẩm dễ bị biến chất và cần phải bảo quản đúng cách, đúng không? Chúng ta cũng đã liệt kê một số cách bảo quản thực phẩm khô và thực phẩm đã được chế biến này. Các nhóm chất dinh dưỡng trong lương thực và thực phẩm như là carbohydrate này, protein, lipid, chất khoáng và vitamin. Các em đã hiểu phần bài này chưa? Rồi, vậy sau bài này các em đã biết lựa chọn thức ăn, đồ uống an toàn, đủ chất dinh dưỡng để cho cơ thể khỏe mạnh. Các em hãy chú ý đến những cái nhóm chất dinh dưỡng mà mình đã học nha. Rồi, và cuối cùng, sách giáo khoa có cung cấp cho chúng ta một số thông tin mở rộng như sau này. Cơ thể thì cần dầu mỡ để hấp thụ vitamin A. Vitamin A có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể. Thiếu vitamin A sẽ ảnh hưởng đến thị lực, gây ra bệnh quáng gà. Trẻ em thiếu vitamin A sẽ bị còi cọc. Đó. Vitamin A thuộc nhóm vitamin tan trong chất béo. Vì vậy, bữa ăn hàng ngày phải có dầu mỡ thì cơ thể mới hấp thụ được vitamin A trong thức ăn. Nếu chúng ta ăn đủ các thực phẩm chứa vitamin A nhưng lại ăn thiếu dầu mỡ thì cơ thể vẫn bị thiếu vitamin A. Những loại củ quả cung cấp nhiều vitamin A như cà rốt, cà chua khi được xào nấu cùng với dầu mỡ thì sẽ giúp cơ thể hấp thụ vitamin A tốt hơn. Vậy thì ở phần câu hỏi vận dụng phần trước thì mình cũng đã trả lời, có một cái câu trả lời đó là vitamin A tốt cho mắt, đúng không? Nếu mà thiếu vitamin A thì sẽ ảnh hưởng đến thị lực này. Và trẻ em thì thiếu vitamin A thì sẽ gây còi cọc. Và chúng ta chú ý là khi mà cung cấp vitamin A vào cho cơ thể thì chúng ta sẽ cần phải có một cái lượng dầu mỡ nhất định để cơ thể hấp thu được vitamin A. Và một số loại thức ăn chứa nhiều vitamin A, ví dụ như là cà rốt này, được chưa? Cà rốt, cà chua này. Đó, các em đã hiểu chưa? Rồi, phần em có biết này cũng đã là phần cuối cùng để kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay. Các em hãy về nhà đọc lại, ôn tập lại bài này và đọc trước bài mới nha. Rồi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em vào những video bài học sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.